À, nhưng em thấy hoàn cảnh giống như em thấy đáng thương á, như là em muốn giúp đỡ bé Như gì đó, nhưng mà sống với em mà chừng nào bé Như nó có nghề nghiệp ổn định hay là có ai cha mẹ gì rước á thì thôi, còn thấy nó sống cuộc sống mới tội nó vậy đó. Mà chị thấy cái việc mà bé Như bị mẹ vô có vấn đề là tâm thần, là chị thấy như thế nào, chị có ý kiến việc này không? Không, nói chung là nói chung là nhìn nhìn khả quan, lúc em thì cũng nhìn khả quan thôi. Em thấy bé Như thì nó nói là đúng về về một phần của nó thôi, chứ em thấy là cái người mẹ cũng đáng thương á. Cũng như là anh nghĩ đi, bây giờ nếu như người mẹ không thương nó thì cũng đâu có dính nuôi nó tới và lớn, nó mẹ giờ nấu nướng nó cũng không biết đúng không, ăn Đúng uống rồi, đủ đúng rồi. tuổi nó cũng là biết hết rồi, cũng biết là lo cho bản thân mình hết rồi, nhưng mà nó không biết nấu ăn nấu uống gì hết. Rồi anh nói nếu không thương thì mẹ cũng đâu có cho nó một cái nghề nghiệp, thì cũng đâu có mua xe cộ hay là vòng vàng nữ trang hay là mở tiệm này cho nó đâu, đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà cái trước nhất bây giờ mình thấy cái hoàn cảnh nó đáng thương thì mình muốn giúp thôi, còn cái chuyện giữa 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 em Như với gia đình mẹ em Như thì cái chuyện đó là để sau này mình tìm hiểu thêm. Tại vì một số người thì khi nghe câu chuyện này thì cứ lên trách cái người mẹ là tại sao lại có một cái hành động nó vô nhân đạo như vậy. Nhưng mà theo em nghĩ thì chúng ta nhìn hai bên, đúng không? Dạ, Đúng tức rồi. là không trách người mẹ đâu. Tại vì em nói với anh nè, nếu như người mẹ không thương bé Như thì đâu có lo cho bé Như một cuộc sống ổn định như bây giờ đâu. Anh công nhận với em không? Tại vì bé Như cũng đầy đủ như mọi người con gái khác, cũng đâu có thiếu thốn gì vật chất hay là bản thân như đâu thiếu thốn gì đâu. Mà anh thấy từng tuổi 24 tuổi rồi, thế bé Như có đầy đủ bản lĩnh rồi, như vô biết nấu ăn hay là tự lo bản thân mình được rồi. Nhưng mà bé Như cũng vẫn chưa biết gì đâu. Thì bé Như thuộc về là một người con được cưng chiều cho một cái gia đình rồi, đúng không anh? Nhưng mà nếu mà chị thấy bé Như không có làm được việc gì mà chị có về cưu mang, thì chị có ngại cái vấn đề mà phải dạy lại từ đầu cho bé không? Nói chung là em thì nói chung là em sống một mình 18 năm rồi, nhưng mà nhà em nói chung là nói gọi tiếng giàu có thì nó không là giàu có rồi, nhưng mà em cũng cũng có điều kiện để nuôi em Như. Nói chung là ba cho em Như có một cái cuộc sống như là sống chung với em, y như là một người con một người cháu, là người chị em gì đi, mình nói vụ gì đi, sống để đùm bọc với nhau. Như với Như nghe lời em thì có sự dẫn dắt rồi, với tỷ như em nói chung là em ăn cái gì thì bé Như ăn đấy, rồi cuộc sống em sau thì vì tại vì em sống mình ơi, nó không có dính mặn gia đình. Mà em thấy em Như với chú thím vậy thì cũng được đi, nhưng mà thấy cũng tội nghiệp cho nó dùng sâu dùng xa, tại vì nó sống thành thị quen rồi đó. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi giờ đưa cho nó cuộc sống, rồi với nó là phụ nữ nó anh biết sống thì cũng phải có chỗ nơi ổn định cho em nó, để thấy sống cảnh nó thấy cũng tội cho nó. Bây giờ mà chị có cái lời khuyên này đến như trong cái thời gian hay thời điểm này không chị, để mà nó xử lý được cái việc này nó ổn thỏa Nói chung á là em á thì em cái sự nhìn nhận của em thôi nha, không? không không đáng trách ai gì bé Như hay là bên mẹ bé Như, nhưng mà em nghĩ rằng bé Như chắc nó có một cái quẩn khúc gì đó, hay là nó có gặp một cái chuyện gì đó, một cú sốc lớn lắm đối với bản thân nó. Thì mà em muốn là cũng như là để cho bé Như, như là nếu chị gửi em học thì cũng như để cho nó có một cái thời gian yên tĩnh rồi nghỉ ngơi đầu, rồi để cho nó tỉnh trí lại, cũng như mình nói cho nó tỉnh lại vậy đó. Đó, mình sẽ cho nó một cái cơ hội, cũng như là mình tiên nó hay là mình nói này nó kia, để cho nó như tỉnh ngộ lại cho nó như thế này vậy đó. Nói chung bây giờ thấy bé nó cũng còn hơi sốc cái vấn đề của con mẹ, nên là cũng chưa có một cái định hướng gì nó rõ ràng hết á. Khi mà hỏi thì bé cũng nói là tạm thời ở đó thôi, chứ chưa biết là đi đâu đó. Nhưng mà em nghĩ là nếu em nghĩ là con bé Như này à, nếu theo mình nghĩ khả quan nha, là chắc có lẽ là bé Như nó có chơi một cái gì đó không, bé Như nó nói chung là lớn lên chắc cũng có sự chỉ dạy của cha mẹ, nhưng mà khi lớn lên khi nó ở riêng, nó tự lập riêng cái bản thân á, thì em nghĩ chắc nó có chơi một cái gì, nó dính một cái chuyện gì đó, nên có đôi lúc nó đôi lúc gì đôi lúc khác á, anh hiểu không? Anh nhìn cái nước mặt nó, những lời nói nó ta đúng á, mình nghĩ là có lúc này lúc khác á, thì nhiều khi về có lúc như anh em mình thấy thì bé Như nó rất bình thường, nó không có dấu hiệu gì của tâm thần đúng không, Đúng rồi. nhưng có đôi lúc mà cái lúc mà nó ở bên mẹ nó, nhiều khi nó đang ví dụ mình nói nó thẳng là nó đang nhiều khi nó chơi đó hay chơi gì đi đúng vậy đó, rồi một cái thời điểm đó nó lên, giống như là nó nóng nức trong người, rồi nhiều khi nó nói chuyện với cha mẹ nhiều khi những cái lời không đúng hay là nó nhảm nhí này, này kia, rồi cha mẹ cứ nghĩ là con mình bình thường, mà mình cứ nghĩ là con mình nó mang một cái căn bệnh gì đó muốn điều trị thôi, chứ thật sự với mẹ không có người mẹ nào mà áp bức như vậy đâu. À,
khi mà chị nói thì em mới nhớ là có khán giả cũng nói chuyện này rồi, có nghĩa là người ta nói là bấy như có một cái gì đó mà giấu không muốn nói ra thôi. Mà em nghĩ rằng là có một chuyện này, nếu như thế chị có ngại được đó không? Mà đợi nhận là mày về nó rõ vấn đề kia rồi sao mình lại phiền phức em. Cái sống này thì nói chung là không có cái gì mà không xảy ra được hết, đúng không anh? Cái gì cũng có thể xảy ra. Nhưng mà mình nghĩ đi, người tốt thì việc tốt thì sẽ gặp cái tốt khi đến với mình thôi, đúng không? Nhưng mà bây giờ nói như trong tình trạng Bé Như như vậy thì ai cũng buồn bỏ hết, thì làm gì Bé Như có một cái cơ hội để quay đầu trở lại đâu, đúng không? Dạ đúng rồi. Nói chung thì em thấy là khán giả thì cứ cho rằng là vui chụp cho người mẹ là có cái lỗi lầm lớn trong cái chuyện này, và bên vực Bé Như rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta cũng chưa nghe từ hai phía, người mẹ chưa có lên tiếng nhiều trong cái câu chuyện này, đúng không chị? Nói chung là em nghĩ là người mẹ không có phần lỗi lớn, mà cũng như cũng có một cái quặng khúc nào đó mà mình chưa tìm ra được. Dạ, có một cái ý kiến là cho rằng là người mẹ là sợ con gái mình ở gần người cha dượng rồi lâu ngày có những cái này kia, thì chị nghĩ cái đó có thể xảy ra được không chị? Có phải là không, một cái chuyện đó không? Không, em không nghĩ như vậy. Nói chung là em không nghĩ. Vì tại vì Bé Như nó lúc nào nó lên nó cũng nói ca ngợi về một người cha dượng tốt, mà nó chưa nói gì về cha dượng có một cái vấn đề gì, đúng không anh? Nếu cha dượng có một cái vấn đề gì nó sẽ khơi bài ra hết rồi, đúng không? Dạ. Nhưng mà nó chưa có nói gì về cha dượng hết, thì em nghĩ rằng cha dượng này vẫn tốt. Và nhưng em nghĩ rằng là Bé Như khi nó ra đời chơi có một cái sự dụ dỗ nào đó. Dạ. Ở phía xã hội bên ngoài thì là em nó đi vào một cái con đường nó nói chung là nó không hay. Yeah. Rồi, nhưng mà bây giờ thì nó bỏ thời gian lâu rồi, có lẽ là nó tỉnh tuồng hơn, chứ trong cái lúc mà nó chưa tỉnh tuồng thì em nghĩ rằng nó có một cái gì đó áp lực ở nơi nó. Bây giờ nếu như mà Bé Như nó chịu cái lời đề nghị của chị thì chị có sẵn cái lòng lên trên like ca lại không, để mà nói chuyện với Bé không, rõ ràng là mình nói không, hay là em thì nói chung là em này không có điều kiện để đi. Em không có điều kiện để đi, vậy vì cuộc sống của em thì em cũng sống một mình, vậy là em nuôi bé rồi, nói chung công chuyện em nó cũng lu bu lắm. Yeah. Nhưng mà Bé Như ở với em thì em xin cam kết rằng Bé Như không có thể nào không, nói chung là em không đài đỏ, không cực khổ, không gì hết. Bé Như tại vì em muốn là cũng như giúp đỡ Bé Như cho có một cái tinh thần ổn định vậy thôi. Như có cái chỗ ăn chỗ ở, em thấy nó là con gái mà thấy chỗ ăn chỗ ở nó cũng cần nghiệp chứ đó. Yeah. Thật sự không là mình muốn lợi dụng một cái điều gì đó, đúng không? Yeah. Nhưng mà nếu ví dụ như Bé Như có thành thật muốn ở với em á, ví dụ là cho một cái địa chỉ đó, rồi với em có thể tìm đến với em, chứ em thì nói chung em đi lại không đi được, tại vì hoàn cảnh không buồn lắm. Thế này thì cũng hơi khó, tại vì em nghĩ là trước khi mà đi cũng phải khán giả người ta cũng cẩn thận nhiều lắm, người ta cũng nhắc nhở nhiều là phải coi người đó sao sao. Em là thật thì thật, đúng không? Yeah. Thì em không ngại gì, thì nói chung là anh nghĩ đi, em mình người ở với Sà Ma, nói chung là em không ngại gì hết. Tại vì trước khi á, anh muốn đưa Bé Như chơi giao cho em á, thì anh cũng phải hỏi sớm tiền hay là hỏi cơ quan chức năng ở nơi em, đúng không? Chứ đâu phải là muốn giao ai là giao đâu, đúng không? Thì nói chung là em thấy hoàn cảnh Bé Như vậy đó, em muốn lên để tâm sự với anh như vậy đó. Yeah. Nếu mà Bé Như nó có người giúp đỡ nó thì thôi, còn nếu không có người giúp đỡ thì em xin nhận nó về để giúp đỡ nó, để khi nào tinh thần nó ổn định thì em nó muốn làm một công việc gì đó, nếu em giúp được gì thì em giúp. Dù em ở nhà một mình, nó cũng muốn mở thì ba ở trong nhà em thì cũng được, nhà em cũng rộng rãi, ví dụ vậy đó. Hay là nó muốn làm một công việc gì, hay nó muốn trở về gia đình lúc đó, cũng như là chị em nữ như ở với chú Thiến thì già chắc có thể ít tiếp xúc hơn. Ở với em là chị em phụ nữ, có thể là mình tâm sự nhỏ to, em nó cũng hiểu được một phần nào trong sự sống này, và nó có thể như vậy, nó có thể hiểu mẹ nó nhiều hơn. Dạ. Yeah. Thôi cái này cứ để em hỏi lại Bé Như chị nha, rồi em thì báo là chị sau nha. Thì cái này nó hơi gấp, em cũng không có trả lời, cũng không có quyết định được cái này, nói chung là vậy, không quyết định được. Thì cũng cảm ơn chị rất là nhiều là có những cái lời góp ý chân thành trong cái việc này của chị ha. Dạ, và Diễn Anh. Dạ rồi, cảm ơn chị nha. Cảm ơn chú nói cái gì ngắn gọn là ngắn gọn. Là cảm ơn chú. Nói gì đâu mà cái giờ dài câu mà lưu câu like gì mà nói dài mình đó, mình nói không, mình tâm cho nghe cái lời nói của mấy chú nói đặng cho mình được hiểu tặng tường. Còn mấy chú lên YouTube lên trước nha, trời ơi cái gì đâu mà chăm chú biết, tôi đâu có thèm coi nữa. Mà nhờ mấy cái clip của chú bây giờ ra là tôi mới coi đó. Cái gì ở đâu nó thiệt chứ chú, cha ruột còn hãm giúp con thì không chi gì, chứ không chi cho lẻ, phải không chú? Dạ. Yeah. Mà theo cô là trong cái việc này thì đúng hay sai, cô Bé Như đúng thì là mẹ Bé Như đúng thì là như nào?
con nhỏ này thì thấy nó sợ sệt, nó bây giờ dùng giả đi mà con cũng dễ không mà không chịu mà ép buộc nhỏ hoài thì nhỏ phải sợ chứ đâu, mà nhỏ đi mà ăn ở đâu thì mẹ đâu có cái quậy đó, là mẹ không có có chồng rồi không lo cho con được, mà để con kiếm đời sống tự do con mà mẹ theo quậy hoài là mẹ đó là mẹ tắt rồi. Tại vì mẹ có chồng riêng, có phải cho mẹ được mà có đừng có chồng của đồ thì quản lý con được. Còn mẹ mình mà đã vô dụng mà mình không có trách nhiệm với con, mà lấy gì mà quản lý con được, phải không chú? Dạ. Rồi á, mấy cái chú trước á, mấy cái chú mà quay mà có gom mấy ông nội mập, nó thấm thằng luôn, mấy cha, mấy quỷ đó, nó câu dài dòng, câu hết tập này tới tập kia, người ta phải kết thúc vì chú vậy đó. Vậy đó tôi chịu, hôm qua tới nay tôi theo dõi cái nhờ đó tôi nói trời ơi mà không ai mà lên ấy ra mà lên mà như vậy hết trơn, nó trời mày mình để cho mấy cái thằng này nó lên nó nói chuyện thấy ghét, nó nói chuyện dài giọng, nó nói chuyện gì không có cần hiểu được cái gì, mà thôi giờ mình lên mình nói chuyện mẹ tránh hết thằng này nói tới thằng kia nói, hai thằng nó đổ thương qua đổ thương lậu hoài, tôi nóng dễ sợ mà thôi. Tôi đang theo dõi mà tôi không với chú ngài nào, tôi cũng cầm cái điện thoại tôi theo dõi chuyện này chuyện kia, tôi theo dõi dữ dằn. Là theo cô bây giờ thì có nên cho Miu gặp lại mẹ mình không cô, để mà ba mẹ một lời với nhau cho nó rõ ràng? Không cho bà này cái sợ trời cho chi là mà mày biết bả cho bả bỏ bùa bả phát bả bỏ bùa nó sao trời bả bỏ bùa nghe cho nó nghe nó gì nó là nhỏ là bị bán đi làm sao, tại vì cái này cũng sợ cũng như cái bà nội này cũng từng hôm bả có khi nào bả bán con bả qua Trung Quốc mình lấy chồng nữa. Tại vì tôi nghe tôi coi nhiều cái clip đó, mà tôi coi nhiều cái clip rồi thấy mẹ nhiều khi bán con đi Trung Quốc rồi về khổ quýnh đập rồi mấy đứa đi Trung Quốc gì, mới một clip mà chú mới cái clip mà nhỏ đó biết có chồng lên Trung Quốc hồi nào đó biết là khùng nữa rồi đó. Dạ. Chẳng gì Việt Nam khùng nữa rồi đó. Vậy là theo cô bây giờ thì có cách nào tốt nhất cho Hình Như trong cái thời điểm này không cô, để giúp em nó thoát khỏi cái việc đó? Mình bây giờ mình là ở cái giữa là mình nhờ chính quyền can thiệp can thiệp vô dụng cho nhỏ này tội nghiệp nữa. Tôi nói thiệt với chú á, tại vì tôi sợ để mẹ trả nói chứ tôi sống ở nhà có mình con tôi đi ở nước ngoài, nếu mà nhỏ này nhảy ra tôi thấy nó cũng tội nghiệp, mà nói nhỏ có tâm thần, giờ nếu mà nói nhỏ có tâm thần mình phải đi khám đâu ở đó có giấy tâm thần cho nhỏ, đúng rồi. Thế là tối ngày cái nói nhỏ tâm thần rồi nói chuyện nhảm đi. Tôi nói thiệt với chú, tại vì tôi không nói chứ nó mà tôi là biết nó được cái là nó về đây ở làm dâu tôi cũng được nữa. Rồi tôi đợi con tôi mà điện con tôi về là cho nó ở đây nha, với tôi sống với tôi ở đây có mình một. Con cô là ở đâu mà về? Chính là con cô ở đâu mà về? Ở nước ngoài hả? Ở nước ngoài á. À, ở ngoài tôi thấy nó là 24 tuổi, con tôi giờ cũng 28, 29 tuổi rồi. À. Mấy tuổi rồi. Mà tôi thấy nhỏ này như cái gì mà làm biết rồi nhỏ, tôi nói thì chú làm biết rồi con mắt của nhỏ làm đi nó làm như nó đóng thèm luôn thấy sự nghiệp, thấy con mắt nó cứ thấy giờ nó hồng giờ mà nè, tôi thấy con mắt nó đóng thèm luôn. Bây giờ thấy ở chỗ cái nhà đó cũng khỏi quá cô ha. Dạ, tôi nói ha, vì năm nay 62 tuổi, tại vì không có tầm hai trăm con thì có bốn đứa, hai trai hai gái, nhưng mà vẫn ở như vậy, nói thiệt. Dạ. Chứ không có, mà tự nhiên lắm không đua đòi với ai mà không có mà tranh giành với ai, không đủ ăn sống được rồi. Nhưng mà cô thấy có con nhỏ này cô thương lắm, cô thấy là thương mà sợ đem mình nó thương là mình nói với cộng đồng mạng ha, hoặc là nói với chú ha, là cho về đây ở giờ ai không biết, giờ nếu mà nó đàng hoàng về đây ở với cô ở con mình một. Yeah. Rồi nó ở đây rồi nó muốn đi làm móng làm bọng gì nó đi làm vậy là nói chung bây giờ anh thấy cũng thương hết mà bây giờ không biết làm sao để giúp hết, chỉ mong chính quyền giúp hết ha. Không biết sao rồi giờ cuộc giờ nó ở đây với cô rồi đó, vì cháu hữu hỉ đó ở đây rồi nó đi mầm mắm hay nó đi làm gì, nó đi làm tiệm ở ngoài chợ cái gì chiều chạy xe gì đây về ngủ với cô vậy thôi chứ không có gì. Cô là mình quê ở đâu cô ha? Cô ở Long An, tỉnh Long An, huyện Vĩnh Hưng. Dạ. Ở nhà điểm này cần chỗ ở Gò Cát, xã Vĩnh Hưng. Thì thấy cũng thương quá mà không biết làm sao hết. Thì bây giờ không biết làm sao mấy bữa dài á, mấy bữa dài đó cô đeo cô lúc lên là bữa nay là cô coi là nhỏ này xuất hiện bữa nay là ba bữa tới nhiêu? Dạ đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Xuất hiện ba bữa tới nhiêu?
mà cô thấy cô tội thiệt tình, cô tức hết sức tức luôn đó. Không lẽ giờ sao trời giờ mình nói YouTube, mà mấy cái thằng YouTube đó là tôi cô không khoái, tại vì nó nói chuyện gì dài dặn lắm, nó nói chuyện không có ngắn lắm, mấy cái thằng này nó lên quậy gì mà nó nói chuyện gì đó, thằng này nói trả cái đấy ra nó cắt nghĩa chuyện này, chẳng phải chú lên chứ nói tóm tắt thì mình phải hiểu. Còn nó lên đó, thằng này khai khuyên ra, thằng nhỏ khai khuyên lẫn, nó nói hoài. Yeah. Cô đang coi cái nick của con à. Dạ. Cô tắt là cô nói chuyện bị điện thoại rồi, nói chuyện với con. Bây giờ mình có cái lời khuyên nào cho em như không cô? Cô có khuyên gì bé trong cái lúc này em có để em nó nghe được và tĩnh tâm lại cũng như là bé nói đó giờ gì cũng khuyên nó là nói này thôi dám cố gắng lên, dám vượt qua đi chứ đừng có nghĩ quẩn mà chết hay là hoặc này nọ, kệ mẹ cho mẹ mình không thương mình tự lo bản thân mình. Tự lo bản thân mình thôi, giờ nhờ chính quyền giúp đỡ là tự lo. À, đừng có mẹ đừng có theo phá rối con nữa, thôi chỉ thôi cho con ơi. Yeah. Còn cùng trai rẻ về trời ơi thầy ơi gì mấy chú mà cho về hay là công an cho về, mình nói gì đấy ủa bó buồn lên cho sao bây giờ buồn lên đi lắm ơi gì mấy con mấy con cháu bố vui và bỏ làm buồn nghe rồi nhỏ mà về rồi bắt đầu có nhiều khi mong đậm thứ đậm có tầm khác cha tầm chết ở tầm khác rồi nhiều khi nghe là người tầm đó rồi bắt đầu đưa con mình đi tụng niệm lắm chú ơi, tại vì tôi cũng thấy đâu tôi lướt coi nhỏ đó rồi nó ở đây nó khủng nó ăn cơm nó khủng gì đó đó cái gì mà thấy tụng niệm dữ lắm cậu lắm chú ơi. Vậy hai con vậy nha. Dạ, giá lại cô cũng muốn là nếu mà được là bé vợ với cô rồi sau này con trai cô về là chung cưới luôn ha. Sao mẹ, là con của cô thì nó cũng lớn tuổi, nó cũng ba mấy tuổi rồi. Nhưng mà ấy rồi ha, mà sau này nếu ở với cô ở đây được, cô cũng muốn cho về với đã về đây nè. Ở với cô có mình một, rồi sau này con của cô về là cho hai đứa sắp đợi nhà cô, nên cũng không có ai đâu, có mình cô thôi. Rồi là nó vợ chồng nó làm gì làm, cô già rồi, cô sắp mấy tuổi rồi, cô đâu có còn sống lâu đâu. Dạ. Cô cũng cảm ơn cô nhiều nha, đã góp ý trong cái trường hợp của em như nha cô. Chúc cô sức khỏe nhiều nha. Cô còn coi cái nick của con nữa, nhắm mà coi cái đệ được, nhắm mà nó ấy được thì con giúp đỡ giùm mẹ giùm cho nó, giùm về nhà cô cũng được, chứ không có gì hết. Dạ dạ, để có này con coi thử dừng báo lại cô sau nha. Dạ rồi. Dạ. Cô ấy báo cho là cô có cái số này là con bị lúc nào cũng có nghe, nhiều khi bữa nào cũng có. Thì con gọi đi cô nghe ha. Dạ rồi, con cảm ơn cô nha. Chào cô ạ.